Hai các bạn này. Đây. Ngay kia mấy cái lá chuối khô nhá. À, quấn nó lên xuống khá là đông đấy. Bây giờ thống thể tìm đường qua đó để tìm cái lô tô. Vâng, chào tất cả mọi người nhá. Lời đầu tiên cho thống gửi lời chúc đến những người bạn đồng nghiệp, những người đam mê ong mật. Trong cái quá trình đi thống đi ngoài cái vườn ngoài kia thì thấy ong nó bay vào trong cái rừng tre này các bạn ạ. Đây bốn phía đây là đều là một rừng tre hết nhá. Đó. Thì rất mất nhiều thời gian thì thống mới phát hiện là một cái tổ ong nằm ở bên gốc cây này nhá. Đây. Thì quấn hô ra rất là ít các bạn ạ. Lâu lâu mới về được một con thôi. Trong này. Các bạn đang theo dõi video của thống, đừng quên cho thống xin một like, một đăng ký nhá. Thông xin chân thành cảm ơn đến các bạn rất là nhiều. Đấy, lâu lâu nó mới vào được một con các bạn ạ. Bây giờ để biết kết quả thế nào thì thông sẽ bước đầu tiên thì cũng giống như những video khác, thông sẽ út khỏi đây nha các bạn. Đấy. Trong này rất là tối cho nên thông phải bật đèn các bạn ạ. Đó, nếu mà tắt đèn thì rất là tối, không thấy gì luôn. Đó. Nó nằm sâu ở trong cái hang này nha các bạn. Những cái gốc cây to khổng lồ này nhá. Mà không chưa biết là hướng nào cả các bạn ạ. À. Nằm phía trên này các bạn ạ. Nằm phía trên nhá. Nhìn vào thì thấy được 3 miệng nha các bạn. Được 3 miệng thôi. Không thể tiện hành bè ra xem thế nào. Ôi. Thất bại các bạn ạ. Nhỏ như thế này đấy, toàn lồng đực các bạn này. Ôi, ong này không có chủ các bạn ơi. Trong cái lô tổ của nó đè. Nó đè nhiều như thế này này. Đó, trong cái ô lắng nó đè trứng quá trời luôn, nó làm mù chủ quá nhiều này. Tổ ong đực nha các bạn. Ây, con miệng trong ạ. Ôi trời. Thất bại các bạn ạ. Rồi hết rồi. Để bây giờ thống sẽ đi tìm có tổ khác thì thống sẽ quay cho các bạn xem tiếp nhá. Đây rồi các bạn ơi. Trong cái rừng tre kia thì mắn chúng tới đấy thì thống đã phát hiện tổ ong thứ hai các bạn này. Đây. Ngay kia mấy cái lá chuối khô nhá. Quấn nó lên xuống khá là đông đấy. Bây giờ thống sẽ tìm đường qua đó để tìm cái lô tổ nhé các bạn. Hôm nay gì quan sát thêm các bạn này. Đó. Khá là đông nhá. Nhưng mà chỗ này quá không được. Thống phải đi vòng qua trên này. Có lẽ thông phải lùi băng qua đây các bạn ạ. Thông tạm dừng điện thoại một chút nhé. Thông đã băng qua đây và đã tìm thấy cửa tổ nhé các bạn. Đó. Bây giờ thông sẽ tiến hành dọn dẹp cái vạt này và xoàn ra để xem kết quả nhé các bạn. Các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Thông đã xoàn cái đống đá này ra nhưng mà vẫn chưa thấy nha các bạn. Rất là xấu nhá. Không biết được hướng nào đây, đá rất là nhiều.
Có khi nó đá nó sập xuống các bạn ạ. Cẩn thận gọi là chẹt tay đấy. Giờ thì phải dọn những cái viên đá trên này trước đã. Quách, nó sập xuống nha các bạn. Cẩn thận nhá, có chẹt tay là nguy hiểm nhá. Còn chưa thấy nha các bạn. Biết nó nằm ở hướng nào luôn nhá. Động đá khổng lồ các bạn ạ. Nằm dưới động đá khổng lồ luôn nhá. Tổ thì thứ nhà tiếng miệng. Không miệng gì đâu. Tổ này thì nằm như thế này đây. Cái thông xoàn ra ở đây, thông quay kết quả nha các bạn. Được một tay vừa xoàn vừa làm thế này thì cũng video cũng hơi rung. Các bạn thông cảm nhé. Giờ không thấy nó bay lên này các bạn ạ. Biết nó ở đâu. Biết là ở hướng nào đây. Đúng là không gặp máy đấy các bạn ạ. Tổ khá là đông nhưng mà lại mới về nhá. Thông giờ nhìn thấy quan sát thấy đi được 2 miếng. Có bánh tổ con nón các bạn ạ. Đây. Không biết con chỗ nào hay không thì không biết, nhưng mà cái có cái cửa tổ này thì chỉ được hại thấy 2 miếng thôi. Bánh tổ con rất là non. Nhưng mà những viên đá này thì rất là khổng lồ nhá. Nếu bây giờ cày ra thì ở trên này nó sập xuống các bạn này. Rất là nguy hiểm. Thôi thì thông tạm thời để đó đi. Chờ khi nào có mệt thì thông mang xà beng vào đây thông cày ra các bạn ạ. À, thông đã phát hiện thêm tổ ong thứ 3 nha các bạn. Nằm trong hàng này nhá. Đây. Tổ này thì quân vô ra cũng rất là ít nha các bạn. Bây giờ thông sẽ dọn dẹp chỗ này để là đào lên xem kết quả các bạn ạ. Lúc này thì cũng chiều tối đây. Như các bạn, kết quả của tổ thứ 3 đây. Không biết hôm nay là ngày gì các bạn ạ. Lấy 3 tổ ong đều không có mật cả bá nhá. Một tổ ong được, còn 2 tổ mới về. Thì mình cũng sửa soạn lại cho nó một chút. Cái lô tổ cho nó một chút đây là. Đây. Kết quả mới về các bạn ạ. À, cái lô tổ của nó rất là nhỏ các bạn ạ. Được 3 miếng. Rồi, Thông xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video của Thông. Thì có mật hay không có mật thì Thông cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thông xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé.